trận đấu huyền thoại đi vào 1001 cầu thủ Uruguay. Chuẩn bị lên elo 1100 rồi. Mình sẽ không bị dính bẫy này nữa đâu. Đổ vào ấn tượng này cái mới thấy họ lên. Bùi. Tấn công tốt ở C7. Một đối tượng đi, đối tượng. Chiếu thì phải về vua. Thứ nhất là phải tìm cách đổi được con mã này, nhưng mà đổi nó khó lắm. Hay là chạy tượng đi. Thấy tốt này sẽ tốt yếu này. Mình sẽ tìm cách. Mình sẽ đổi xe không? Đổi xe, xe ăn thì mất tốt này. Úi, mất tượng. Cầu thủ Argentina. Khả năng sẽ đưa mã vào F5. À, 7. Đoạn này để tôi xuống là 7 tượng rồi. Tấn công xe, khả năng là sẽ lên lên tượng đây, à, lên xe.
Mình sẽ bắt con tốt này. Vua sang rồi. Tượng lên. Mình đổi được ấn tượng này, mình có thể qua chiếm cột B. Tượng C2. Mình sẽ tìm cách để mà tượng chạy đâu. Chạy đâu? Chắc chạy đây. Một là chạy đây, hai là chạy đây. Vẫn đuổi. Tính nha, mình sẽ sang hậu đây. Mình định sang đây là nó ăn luôn á. Tôi qua xe chiếm cột đi. Mình đang thua gần cả phút luôn rồi. Tí nữa nếu nó có mà anh chạy, ví dụ mình sẽ ví dụ như là chạy F7 đi, thì mình sẽ lao xe xuống đây. Anh lên thì mình sẽ đổi tốt lên thì mình sẽ lao xe xuống. À tốt lên rồi. Tấn công tốt này. Xe chiếu vua lên. Đẩy họng xuống hả? Rửa rửa được. Chiếu đây. Vua lên. Nhét 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 tốt vào, nhét vào đây hả? Tốt luôn. Vua F5 thì mình sẽ khả năng là đẩy chiếu.
Học bắt tốt thì vòng ở đây hay bắt xe, chắc bắt xe vua xuống đây thì sẽ chiếu đây, vua xuống đây thì mình sẽ chiếu, tính đi chiếu cứ ăn xe đại đi, cứ ăn xe đi tí đề bảy chiếu đấy. Mình mà lùi hậu về chắc nó khỏi đánh luôn quá. Đoạn này nếu đổi là thua. Chiếu vua lên. À được nè, lên tốt. Tốt mà đẩy xuống thì mình sẽ chưa hết. Được, được. Còn nếu tốt, đấy, đẹp luôn. Tạm biệt các bạn.